hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy doanh nghiệp việt nam và lào hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực khai khoáng nhất là than đá để bảo đảm hiệu quả trong khai thác chế biến thương mại cũng như bảo vệ môi trường đây là nội dung được đề cập tại buổi hội đàm giữa đoàn công tác của bộ công thương việt nam với bộ năng lượng và mỏ lào nhằm tăng cường hợp tác song phương việt nam lào trong lĩnh vực điện và khoáng sản Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhận định Việt Nam và Lào còn nhiều dư địa để phát triển quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực điện. Tới thời điểm hiện tại, chính phủ Việt Nam đã chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện từ Lào. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký kết 18 hợp đồng mua bán điện với các chủ đầu tư để mua điện của 23 dự án. Nguồn điện từ thủy điện của Lào là nguồn ổn định, không phụ thuộc thời tiết, khí hậu, nên không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, mà còn có thể sử dụng như điện nền, giúp Việt Nam khắc phục biến thiên công suất của một số nguồn năng lượng tái tạo, từ đó thúc đẩy chuyển đổi xanh nhanh và mạnh hơn nữa. Bên cạnh nội dung cung ứng điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Đa Vông Phong Kẹo cũng đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác khai thác và cung ứng khoáng sản giữa hai nước trong bối cảnh nguồn cung và chuỗi cung ứng một số nguyên liệu như than đá, kali, niken đang gặp khó khăn. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam và Lào hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực khai khoáng, nhất là than đá để bảo đảm hiệu quả trong khai thác, chế biến, thương mại cũng như bảo vệ môi trường.